trên 40 năm rồi em. Không bình thường. Chị là đời thứ hai rồi. À, tại vì chị không biết hồi trước là bà già chồng bán, xong gả chị về nay là được 33 năm. Mà bà đã bán trước kia lâu rồi. Tại vì mình thấy cái mức giá như vậy có thể là mấy người người ta xích lô, làm cầu, có thể người ta đến điểm tâm sáng được. À, mình vẫn giữ cái giá như vậy để mình kiếm sống. Mình có cơm, ta có chắc. 2 giờ khuya chị đã dậy. Bà nấu sớm, mình nấu trễ quá nó không nhừ. Cũng tầm 5 giờ xong. Cháo hồng huyết, ít giá ít hớp.